Tôi là Dũng, tôi đến từ Đắk Lắk. Tôi sống hiện tại tôi đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái đề tài mà tôi đang theo đuổi là những người nhập cư lên thành phố cũng như là bản thân tôi. Và những cái con người đó là những cái con người yếu thế trong xã hội, những con người mà bị xã hội nó gạt ra lề một chút xíu, như là những cô gái điếm và những người chuyển giới hay là những người công nhân, những người nhập cư nghèo. Thì tôi quan tâm, cái mối quan tâm của tôi với họ là tôi muốn có một cái sự gì đó cảm thông và chia sẻ. Đến với Gà Không lần này, tôi sẽ thực hiện chung cái dự án với những nghệ sĩ qua quá trình khảo sát, nghiên cứu, tiếp xúc với những cái người dân nhập cư năm 1954 để vẽ lại cái câu chuyện của họ, vẽ lại những câu chuyện họ kể, qua đó để làm thành một cái tác phẩm bằng tranh vẽ, để nó mang tính chia sẻ với mọi người, chia sẻ với cộng đồng. Nó là một cái gì đó cần phải lưu lại, cần phải được kể ra.